Chào tất cả mọi người, mình là Quang Hải đến từ GEC. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cách để chủ nhà kiểm tra chất lượng của công trình xây dựng. Chủ nhà có thể kiểm tra chất lượng của công trình xây dựng bằng cách thực hiện các bước sau. Thứ nhất là kiểm tra vật liệu xây dựng, đảm bảo các loại vật liệu như là xi măng, sắt thép, gạch và cát đều đạt chuẩn và đúng theo hợp đồng. Yêu cầu chủ đầu nhà thầu cung cấp được hóa đơn và chứng nhận của vật liệu xây dựng. Bước thứ hai là kiểm tra kết cấu và thi công, kiểm tra kỹ lưỡng độ chắc chắn của nền móng, đảm bảo đã đầm kỹ và sử dụng đúng loại bê tông, kiểm theo dõi quá trình đổ bê tông, buộc thép và kiểm tra xem có đúng tiêu chuẩn kỹ thuật không, kiểm tra tường xem có đều và thẳng không, gạch có được ngâm đủ nước và các mạch vữa có làm đều đặn. Bước ba là theo dõi quy trình thi công, chủ nhà nên thường xuyên đến công trình để theo dõi quá trình thi công, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo các hạng mục xây dựng được thực hiện đúng với bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ tư là kiểm tra chống thấm và hệ thống nước, đảm bảo hệ thống cấp thoát nước được lắp đặt đúng quy trình, không rò rỉ. Kiểm tra khu vực dễ thấm như là sân thượng, ban công, tường nhà liền kề để đảm bảo tình trạng thấm trước và sau khi hoàn thiện. Bước năm là nhờ sự hỗ trợ từ giám sát chuyên nghiệp. Nếu không có kinh nghiệm, bạn nên thuê một kỹ sư giám sát chuyên nghiệp để kiểm tra công trình, đảm bảo rằng tất cả các công quá trình đều tuân thủ tiêu chuẩn. Bước sáu là nghiệm thu từng giai đoạn. Kiểm tra và nghiệm thu theo từng giai đoạn của thi công như là móng, khung, tường hoàn thiện để phát hiện kịp thời sai sót. Việc chủ nhà theo dõi sát sao được quá trình thi công và kiểm tra chất lượng của từng giai đoạn sẽ đảm bảo công trình đạt chuẩn và tránh các rủi ro không mong muốn. Và đó là có kinh nghiệm của mình để mọi người có thể tự kiểm tra giám sát chất lượng công trình của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người cần có bất kỳ vấn đề nào về xây dựng, hãy liên hệ qua số điện thoại 038 2017 535 được giải đáp mọi thắc mắc miễn phí. Mình là Quang Hải đến từ GEC.